Hello, xin chào các cô bác, các anh chị, các bạn và các em. Đây là cái áo đầm hiệu DKNY, vải cô tông, mặc cho mùa hè ha, hút mồ hôi, dạng áo đầm rộng mà suông. Thì cái size này là size small, nhưng mà đối với ở bên Mỹ đó, small, medium, cái dạng này đều mặc được nha các bạn. Thì đây, rất là đẹp. Mùa hè ai cũng phải có hết. Cao đầm này là tại CC thấp người quá, cho nên là CC mặc nó qua đầu gối nhiều lắm, qua đầu gối cả tới gang tay luôn. Nhưng mà nếu các bạn cao hơn CC thì các bạn mặc cái này ngay đầu gối là đúng luôn đó các bạn, rất là đẹp. Hoặc là khi mà các bạn ở Việt Nam có mua đó mà muốn cho mặc nó đúng với lại cái kiểu của nó, thì các bạn có thể cắt ngắn lên một chút, làm sao mà để cho cái line này là nó ngay cái đầu gối các bạn là đúng chính xác luôn ha. Tại vì người ta design ra như vậy. Cái áo đơn sơ nhưng rất đẹp. Thì bây giờ đó, những cái kiểu đầm như vậy nè, chỉ có nước là chúng ta mang những đôi dép xẹp, những đôi sandal như vậy ha, hoặc là những đôi dép da, dép xẹp, dép nhựa. Nhưng đối với CC đó, thì CC mua được đôi này nè. Cao đầm này là mua được chắc cũng cả tuần hơn rồi ha. Nhưng đây, đây là cái đẹp không? Quá đẹp đúng không? Trên cả tuyệt vời luôn. Đây, 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 cái này của CC nha. Ngoài tiệm còn hình như vậy. Thứ nhất, size số 3. Chân của CC mang đó, nó lọt ở trong cái vòng này. Thường những cái đôi dép như vậy, họ làm nó trũng như vậy nè các bạn nè. Chỗ này nó có cái u lên nè, là ngay cái chỗ cái ấy chân của chúng ta đó. Ở đây nó trũng xuống, chúng ta mang vào chân chúng ta nó ngay như vậy là đúng. Chân CC là 34, CC mang vừa đôi này là đôi số 3 nè. Các bạn nào mà thí dụ như chân 35 thì có thể mua số 4 hoặc là gì đó. CC thấy đôi này còn. Nè, để CC nói các bạn nghe. Những cái loại dép như vậy nè, CC có nhiều, 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 không thể tưởng tượng. Hiệu Fila, hiệu Tommy, DKNY, đủ các loại. Nhưng đặc biệt cái đôi này, nó đắt tiền hơn những cái đôi kia. Lý do vì sao nó đắt? Chẳng lẽ vì cái màu nó đắt? Người ta xỏ vô cái CC cầm thôi. Cầm cái white, CC cũng không để ý ha. Nhưng mà CC thắc mắc, ủa sao nó cũng là dép nhựa này mình mua nhiều lắm mà ta, sao này nó mắc quá vậy? Mắc hơn khoảng gần 10 đô lận á các bạn. Thì không có biết, nhưng mà nhớ là ở nhà mình có cái áo đầm màu xám DKNY. Thì đây là màu xám, cho nên là thôi mắc cũng phải mua để cho nó đi cùng với bộ. Mà có màu hồng là màu CC yêu thích ha. Thì khi CC mua rồi, đi về tới nhà rồi nè, bắt đầu mới lấy ra để ướm thử lên trên cái áo đầm của mình. Thì thấy, ồ, được, quá là đẹp luôn. Thì tay CC tình cờ cầm tới cái white, thì CC mới phát hiện ra lý do vì sao mà nó đắt. Ở trong cái white này nè, họ có lót một cái lớp nhung hay là lớp mút. Lớp mút thì đúng hơn. Lớp mút đó, để mang trên cái mu bàn chân chúng ta đó nó êm. Còn những cái đôi kia hiệu Fila, hiệu này hiệu kia mà CC có nhiều lắm đó, nó không có cái lớp lót này. Thậm chí DKNY có vài đôi CC có, nó cũng không có cái lớp lót này. Bởi vì cái giá tiền nó đồng đồng với nhau. Nhưng mà đặc biệt cái đôi này CC thắc mắc là tại sao nó mắc hơn. Thì bây giờ mới phát giác ra là ở trong này nó có một cái lớp lót, một cái lớp mút lót. Mà cái này nè, là nó là một cái loại giống như là simili. Còn những cái đôi kia nó bằng nhựa. Cái này rửa nước được ha. Rất là đẹp. Nhẹ, thật là nhẹ. Cầm như là không có cầm ở trên tay luôn đó. Thiệt là đẹp luôn. Cho nên bộ này là của CC. Cái áo đầm này ở ngoài tiệm còn. Đôi này ở ngoài tiệm cũng còn luôn. Các bạn nào muốn mua, CC mua giùm cho. Tuyệt đẹp. Đi bộ vào mùa hè. Trên cả tuyệt vời. Cả là 30% off ha. Bạn nào thích liên lạc với CC hoặc là với anh Sa, 0982571934. Liên lạc với CC,
714-425-5869. Nhớ nha, nhắn tin trước. Chứ đừng gọi, gọi CC không có bắt phone được ha. Ok, bye bye.